xuống. Cháu không ngồi. Mày ngồi xuống. Cháu không ngồi. Mày không ngồi không? Cháu không ngồi. Mày thích đứng cái gì? Cháu đứng. Thì tao ngồi. Cháu làm gì đâu mà bắt cóc cháu đây. Mày không làm gì à? Cháu không làm gì. Mày tụ tập tổ chức đua xe trái phép mà mày không làm gì à? Cháu có đua xe đâu. Cháu nói cho bác biết nhá, bố mẹ cháu bảo nhá, sống ở đời nhá là không được để thua thiệt bạn bè. Bạn bè cháu nó cháu chỉ đi cùng bạn bè cháu thôi. Đi cùng bạn bè mà phóng 180 km/h mà mày bảo là không làm gì à? Cháu không phóng 180 nhá, bạn cháu nó phóng 180 nhá. Thế mày phóng bao nhiêu? Cháu phóng 190. Ui. Mày rất là hay cãi nhá, cứng đầu cứng cổ nhá. Tao bảo tao bảo nhiêu đứa bác không bắt sao bác bắt cháu. Nhưng thằng đấy nhá, tao ghét, tao cho chúng nó đi. Còn mày, tao thích mày tao bắt đấy. Mày làm gì đó tao? Chứ tao lại thích cháu, cháu bao không quen nhau đâu. Không quen nhưng tao thích mày. Tôi chết rồi. Này nhá, cháu không phải là cái loại đâu nhá. Bác đừng mà vớ vẩn nhá. Bác đừng mà vớ vẩn, cháu hét lên đi nhá. Mày nhá, mày đừng có nghĩ sai về tao nhá. Mày ngồi xuống nhá. Tao nói cho mày biết nhá. Sau đây, tao sẽ tống cổ mày lên đồn công an. Cháu làm gì mà bác đưa cho đây công an? Mà không cần, tao nhốt mày ở đây. Tao không cho mày ăn gì, tao không cho mày ăn cơm. Mày chết đói, được chưa? Bạn ơi, bạn không có cháu ăn cơm thì bạn nhớ gọi cho cháu một bát phở hay trứng nhé. Cháu thích nhất là tái gà đùi. Không có gà đùi đâu, tiền tao còn tuổi hết rồi nhá. Mà nhé, không những tao bỏ đói mày, tao còn tẩn vào mặt mày nhá. Cái gì ạ? Tao tẩn mày luôn ấy. Ôi, này, bỏ đói còn sợ nhá. Tẩn nhá, đây đếch sợ. Sao mày không sợ tao? Ôi giời, trông bác một mẫu này như con cung quăng ấy. Nếu quánh nhau tay đôi nhá, chứ biết thằng nào được thằng nào đâu. Này, mày nhầm đấy nhá. Mày có biết con Nga không? Nga nào? Con Nga con gái tao. Con gái bác liên quan gì đến cháu? Con Nga ấy, thì lại chơi mấy con trai. Vợ thằng Huy Sổ. Mà thằng Huy Sổ lại chơi rất thân mấy ông Hoàng Ánh Sáng. Đấy. Thì sao hả? Ông Hoàng Ánh Sáng thì lại là bạn rất thân của 4-5 người hâm mộ Lý Tiểu Long. Thế mà bác cũng khoe. Làm gì bác biết ông Hồng không? Hồng nào? Hồng là chồng của bà Phát. Bà Phát là bác của chị Hà. Mà chị Hà là bà của con Tú. Và con Tú là chú. Chú ai? Mày bí chưa? Là chú của Lý Liên Kiệt. Lý Liên Kiệt ra còn giỏi võ hơn Lý Tiểu Long. Này nhá, tao không chửi võ mồm với mày. Bây giờ bằng thực tế này. Đấy, mày biết thế này là thế này không? Đây là Trương Phi Thái Tử. Và mày biết thế này là thế gì không? Thế gì đấy? Lý Quỷ Ba Đách. Đấy, còn một thế nữa là thế chuẩn nhất đây. Đó là thế gì mày biết không? Thế gì đấy? Lưỡng cẩu tranh xương. Thế cháu biết. Cái này dịch ra có nghĩa là hai con chó tranh nhau một khúc xương. Đúng rồi. Và bác là một trong hai con đấy. Tao rất buồn vì bố mẹ mày. Đấy, có con mà không biết quản lý. Đường đường con mình là một công dân, là một tế tế gì mày nhỉ? Tế gì nhỉ? Láo rồi tôi là còn thích chơi chữ. Thằng này mày láo nhỉ? Mày phải coi trọng pháp luật, phải kính trọng người già, phải hiền hòa với người trẻ, vui vẻ với đàn bà, la cà với phụ nữ, mệt lử với các cô. Câu này bố cháu dạy mãi rồi. Tao không phải nói nhá. Ôi ông kia có về không? Về nhà ngay rồi. Về làm cái gì? Tôi đang làm việc chính quyền. Về cái thằng con trai ông nhá, nó ăn cắp chìa khóa của tôi, nó cậy tủ, nó lấy hết tiền bạc của tôi đi cờ bạc rồi. Đúng cười. Cái gì mà tôi phải nói khẽ hả? Tôi cứ nói toáng lên đây nhá. Tôi có mồm nó này, ai cấm tôi nói hả? Tôi có mồm tôi nói nhá, tôi có phở tôi ăn nhá. Tôi có việc gì thì ai cấm được tôi nào? Ông có giỏi ông về dạy con ông kia hả? Bà im mồm ngay, cứng cười. Tôi xử lý tội phạm. Tội phạm nào? Tội phạm đây. Nó về mắc tội gì? Tổ chức đua xe trái phép. Đua xe trái phép hả con? Tội nặng lắm đấy nhá. Báo chí người ta nói nhiều rồi nhá. Chết cũng nhiều rồi nhá. Thế mà vẫn chưa chừa hả con? Cháu không có gì. Cháu chỉ đi cùng bạn bè cháu thôi. Mày đi cùng mà không có đua cháu hả? Để im để tôi xử lý tên tội phạm đua xe AO này. Ông xử lý nặng vào. Mày không muốn không? Trông thằng này quen lắm. Quen á? Quen. Tôi nghi lắm, trông thằng này rất giống con ông chủ tịch quận. Con ông chủ tịch quận? Ông có biết ông chủ tịch quận tên là gì không? Huỳnh Nghiêm Túc.
Huỳnh Nguyên Tất. À? Cái thằng này tên là gì? Không biết nó Huỳnh Nguyên Tất, không biết đâu. Hỏi xem, hỏi xem. Tên! Bác cứ đánh đi, không nhất thiết phải biết tên mới đánh được đâu ạ. Rồi, tên! Tên là gì? Cháu tên là Trọng ạ. Trọng Phân hay là Trọng Nhược? Cháu là Trọng Con ạ. Trọng Con? Biết là gì? Nghiêm ạ. Nghiêm? Hả? Hả? Huỳnh ạ. Huỳnh Nghiêm Trọng. Tôi chết rồi. Nó đích thực là con ông chủ tịch quận rồi. Đúng à? Đúng rồi. Thôi thì chết rồi. Chào chào. Nghe chào mới lên là chú ngờ ngờ chú bảo đúng là con của ngờ bắt thông. Rồi đẹp sai quá ngon. Đẹp sai quá. Cái này hồi bé tôi bế nó suốt. Thầy này ngoan lắm. Thầy này ngoan lắm. Ông bà này bây giờ đổi phong cách tra tấn rồi. Đâu có tra tấn gì đâu. Tôi chỉ đâu mà con. Trời ơi. Cái quần này trông lành lặng quá nhờ. Bây giờ thanh niên nó phải như thế. Sao nó đẹp sai thế nhờ. Số bố quá cơ. Đúng là con nhà có giáo dục đó. Ôi bác ơi. Bác nghe lúc ấy bảo cháu là con nhà vô giáo dục ấy. Ai bảo. Nói thế thôi nhưng đấy mới là cách giáo dục. Đấy. Đấy. Chú rất là hoan nghênh cái cách giáo dục đấy. Đúng. Bây giờ thanh niên là phải có hai chữ tự do. Đúng rồi. Tự do hai chữ ngọt ngào. Ừ. Tự do tuy chẳng ồn nào mà vẫn vui. Đấy. Con của chú. Chú cho tự do hết. Thả cửa hết. Thích làm gì thì làm. Thích ăn gì thì ăn. Thích ngủ thì ngủ. Chơi thì chơi. Thích đánh bạc thì đánh bạc. Kể cả đua xe cho đua luôn. Chú vừa bảo là đua xe là phạm pháp phải cấm cơ mà. Đấy, dạy ai nói thế? Cấm tùy người. Vâng, vâng. Tùy đối tượng mà cấm. Còn có những đối tượng không thể cấm được. Ví dụ như cháu này. Tôi lại thấy thằng này không giống con ông chủ tịch quận nhá. Thằng này không giống? Không giống con ông chủ tịch quận hôm đi xem phim nhá. Tôi thấy nó cười tế nhị lắm. Chứ không cười hô 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 như thằng này đâu. Thế thằng kia nó cười như thế nào? Nó cười như thế này này. Thế thằng này là nữ à? Nửa nam nửa nữ. Ủa thế à? Thằng này không phải. Bà để nó cho tôi. Mày ngậm miệng lại. Mày cấm không được cười. Này tao nói cho mày biết nhá. Vừa nãy là tao chỉ thử mày thôi. Mày đừng giàu trí tưởng bở. Mày đừng có mơ. Riêng cái tội đua xe trái phép của mày ấy, tống mày vào tù. Đúng. Ngồi mà bóc tem. Đúng. Cho làm gì mà phải tống cho vào tù. À. Không phải bóc tem không ạ? Bóc lịch. Ờ thì bóc lịch. Mày làm cái gì mà mày cứ bật lại tanh tách chồng tao thế? Hả? Hả? Láo thế? Cho làm gì mà bác bỏ tù cho tao? Cãi à? Cãi à? Cãi à? Sao hai ông bà này giở mặt nhanh thế? Ông ơi, lại giống. Lại giống à? Giống, giống. Mày đứng im, mày đứng im đấy nhá. Không được cơ quan. Ông có biết nhà ông chủ tịch quận ở phố nào không? Võ Văn Tần. Đoạn đầu hay đoạn cuối? Giữa, 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 giữa. Cái thằng này ở đâu? Để tôi hỏi nó. Nhà mày ở đâu? Nhà cháu ở đường Võ Văn Tần. Võ Văn Tần à? Đầu đường hay giữa đường? Cháu ở giữa đường. Giữa đường. Dưới đường. Thế bố mày làm gì? Bố cháu là... Làm gì? Là chủ tịch. Chủ tịch. Chủ tịch. Chủ tịch. Bố cháu là chủ tịch. Đúng rồi. Đúng là con nhà sinh ra. Đấy. Có phải như thế. Cháu về cháu nói với bố cháu ấy là hôm mùng 1 Tết cô chú sang suốt. Nhưng mà thấy cứ đóng cửa ấy mỉm. Có chai rượu quý mà vẫn chưa tặng được ông chủ tịch. Nói với bố cháu là nâng đỡ cho chú nhà cô nhá. Bố cháu liên quan gì đến chú? Bố cháu làm chủ tịch quận cơ mà. Bây giờ chú làm tổ trưởng dân phong. Có bố cháu thì chú là tổ trưởng phong dân. Chủ tịch quận ấy hả? Bố cháu cũng là chủ tịch. Nhưng mà là chủ tịch... Chủ tịch gì? Chủ tịch gì? Chủ tịch... Tịch gì? Hội sinh vật cảnh ạ. Mày giúp bố láo nhá. Mày... Đúng là con nhà vô giáo dục. Vô giáo dục. Bà đâu? Đưa ngay lên công an phường cho tôi. Cháu làm gì mà bắt cháu lên công an phường? Cháu có làm gì đâu, cháu không đua xe. Cháu không đua xe. Ông cứ để nó đây. Ông để nó đây. Ông về nhà đi tìm thằng con đi. Để nó đây tôi xử lý nó. Bà cứ đây nhá. Ông đi đi. Cấm được manh động. Đứt dây động rừng đấy nhá. Được rồi. Mày cứ đấy. Ông đi đi. Đi đi. Này cô bảo này.
là chú ấy nóng tính thế thôi, nhưng chả có gì đâu. Thôi bây giờ ông ấy đi rồi, hai cô cháu mình thôi, có gì thì cứ nói cho nhau nghe nhờ, chả sợ gì, đứng sợ gì nhá. Này cô hỏi này, mày có phải là dân đua xe không? Không, cháu không thích đua xe. Thôi gớm, nhặt đi, có hai cô cháu mình thôi, có ai nó mà sợ. Cháu không đua xe. Này, phải nói cho mà nghe nhá, cô đây này cũng thích đua xe cơ. Tốc độ nhanh thích lắm. Cháu không thích đua xe. Thôi, đừng vờ vịt nữa. Này, con gái cô nhá, xinh cực kỳ luôn. Thế là Nga đúng không? Lui chú giới thiệu cháu và cháu cũng đếch thèm. Này, thôi chú giới thiệu đếch thèm thì thôi, cô giới thiệu thì thèm nhá. Này, cô bảo này, hai mẹ con cô thích đua xe lắm rồi ạ. Ôi dồi ôi, thích gọi là cái gì nhỉ? Ở bốc đầu. Sướng lắm, thật thích. Thật mà. Cô đây là... Này, hôm nào rảnh rỗi, mang xe xuống, đưa cô với em Nga đi đua xe nhá. Cháu bảo hả? Bục đầu bây giờ là cũ rồi. Cũ rồi á? Bọn cháu bây giờ nhá, mới nghĩ ra một chiêu mới. Chiêu mới, chiêu gì? Phóng 200. 200? Tách côn. Tách côn. Phanh trước. Phanh đầu trước. Cắm xuống, đít chồng lên. Người ta gọi là... Là bốc đít. Ôi đít lúc đấy á, cô với cả em Nga ngồi ở sau xe cháu bay. Thế cháu đúng là dân đua xe chuyên nghiệp đúng không? Cô nói sai, cháu không phải là dân đua xe chuyên nghiệp. Thế là gì? Mà cháu là dân đua xe trái phép chuyên nghiệp. Mày ngu chưa? Mày tự khai nhá. Thấp mưu thua trí đàn bà. Tự nhiên này để cho con gà nó chăn. Không nói nhậu gì hết. Lên phương. Cháu...